Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thiết bị điện Thanh Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mạch điều khiển quạt máy từ xa bằng remote qua tín hiệu hồng ngoại, giúp điều khiển rất là tiện lợi và an toàn. Đây, mình mô phỏng cho các bạn xem. Mình có một cái quạt máy treo tường và mình đang ở phòng khách chẳng hạn, thì mình rất là dễ dàng để mình điều khiển quạt nhanh chậm, tắt quạt, hoặc là cho nó có cho cái mạch này có luôn chế độ là gió thoảng. Nó quạt nhanh quạt chậm, quạt nhanh quạt chậm cũng phù hợp cho các bạn, ví dụ như là quạt cho trẻ nhỏ chẳng hạn. Đấy, thì các bạn nghiên cứu và sử dụng trong gia đình của mình ha. Thấy cái quạt này rất là tiện dụng, lắp đặt thì vô cùng dễ dàng. Đấy, rồi cái remote thì dùng pin AA3A cũng rất là tiện lợi luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.